Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ chồng Phương Oanh đi hưởng tuần trăng mật, sắc bệnh làm phó nháy lên tay. Nhờ sắc bệnh làm phó nháy, Phương Oanh vô cùng tự tin khi tạo dáng ở trời Tây. Mới đây trên trang cá nhân, sắc bệnh và Phương Oanh đều chủ động, chia sẻ hình ảnh có mặt ở trời Tây hậu hôn lễ. Thông qua động thái này từ cặp vợ chồng son, đa số khán giả đều cho rằng cả hai đang cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật sớm sau khi lễ ăn hỏi khép lại. Phương Oanh diện váy bó sát, khéo khoe vóc dáng quyến rũ. Trái ngược với Phương Oanh, Sơn Bình khéo khoe khung cảnh tại nơi đây và nói thêm Night View After Long Fly, tạm dịch là khung cảnh tuyệt đẹp sau một chuyến bay dài. Ở dưới phần bình luận của Sơn Bình, đa số bạn bè đều chúc vợ chồng anh sẽ có chuyến đi hưởng tuần trăng mật sớm đầy vui vẻ, hạnh phúc, đồng thời khen Sơn Bình lên tay khi chụp ảnh cho vợ hạnh phúc ngọt ngào nhé hai em họ đã thật sự thuộc về nhau qua bao nhiêu ngày dân bảo chúc mừng hạnh phúc vợ chồng sắc bền chúc hai em chuyến nghỉ dưỡng thú vị hạnh phúc Lễ ăn hỏi của Sắc Bình và Phương Oanh đã được diễn ra vào ngày 26 tháng 7 vừa qua tại quê nhà của cô dâu. Trước đó trong khoảng thời gian hẹn hò, nhiều lần cư dân mạng đã phát hiện những tấm hình được chụp cùng địa điểm, khoảng thời gian của Sắc Bình và Phương Oanh đều được cả hai khoe trên trang cá nhân. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, cả hai đã đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp sau khoảng gần một năm công khai chuyện tình cảm dù đám hỏi của sắc bình và phương oanh đã khép lại tuy nhiên cho đến nay cư dân mạng vẫn đang không ngừng xôn xao bàn tán về từng cử chỉ hành động cả hai dành cho đối phương trong ngày trọng đại phương oanh bày tỏ tâm trạng sau ngày trọng đại trên trang cá nhân Phương Oanh bày tỏ tâm trạng hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến mọi người trong ngày trọng đại của mình. Cô viết, hôm qua là ngày hạnh phúc khi bên Oanh tràn ngập yêu thương ấm áp tình thân nồng nàn. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả. Có thể thấy Phương Oanh sắc bình rất đầu tư trong hôn lễ. Trong ngày trọng đại, nữ diễn viên được tặng hai chiếc vòng cổ và vòng tay làm bằng vàng. Trong buổi tiệc, sắc bình đã có những trải lòng về ngày trọng đại với người bạn đời Phương Oanh. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo